Ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an thành phố Hà Tĩnh vừa khởi tố đối với 24 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, theo đó áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can. Từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh, 41 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau khi sản xuất xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh, 30 tuổi, trú xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Theo đó, nhóm đối tượng đã đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội Facebook làm bằng các loại, nhận làm mới và cấp lại các loại chứng minh nhân dân, căn cước, đăng ký xe, cà vẹt, bằng cấp 3 đến đại học, giấy phép lái xe máy, ô tô hạng B2C và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc, giống 100%, bảo mật với giá 2 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đây là một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh thành khác nhau, có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò với từng đối tượng và có nhiều thủ đoạn để che giấu cơ quan công an. Ngày 22 tháng 6, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương hiệu Sài Gòn Tourist cho biết đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khởi kiện Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist về sử dụng nhãn hiệu độc quyền của công ty gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến đơn vị. Trước đó, Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã gắn logo thương hiệu Sài Gòn Tourist trong kinh doanh vận tải, nhưng gian lận trong giá cước và đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau đó, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã có văn bản tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Sài Gòn Taxi và Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist từ ngày 22 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không liên quan đến kiến nghị bỏ quy định về giá trần đối với dịch vụ vận tải hàng không. Trong quá trình tham gia góp ý dự thảo luật giá sửa đổi, Bộ Giao thông Vận tải có các văn bản gửi Bộ Tài chính về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải có quan điểm đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Bộ Giao thông Vận tải quyết định giá tối đa, hãng hàng không quyết định giá cụ thể. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận khi sửa theo hướng không còn quy định giá trần thì các hãng hàng không hoàn toàn có thể đưa ra giá vé ở mức cao, nhất là một số tuyến có cạnh tranh hạn chế hoặc trong các giai đoạn cao điểm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Ngày 23 tháng 6, tại trường bắn quốc gia khu vực 3 xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêu hủy hơn 16,2 tấn bom đạn vật liệu nổ. Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chuyên môn đã bốc dỡ, sắp xếp các loại bom đạn vật liệu nổ vào địa điểm xử lý. Số bom đạn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh được thu gom trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình tiêu hủy, các lực lượng đã tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật và tiến hành xử lý đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ngày 23 tháng 6, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023 có 5.100 vụ tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, gần 400 website của các cơ quan tổ chức có tên miền .gov.vn và .edu.vn bị xâm nhập trên mã quảng cáo cờ bạc, cá độ, hàng loạt hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục xảy ra. Thiệt hại có vụ việc lên đến cả 100 triệu đồng, trong khi hình thức của các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường. Nổi bật nhất là các vụ lừa đảo việc nhẹ lương cao bùng phát, đặc biệt khi các đối tượng lừa đảo chuyển dịch địa bàn hoạt động từ Zalo sang Telegram. Các chuyên gia NCS cho biết các chiến dịch tấn công ATP vào hệ thống mạng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tập trung vào 3 hình thức tấn công chính, đó là tấn công người dùng thông qua email, nội dung email giả mạo có file đính kèm mã độc dạng file văn bản hoặc có đường link đăng nhập giả mạo để chiếm tài khoản người dùng, tấn công thông qua lỗ hổng của phần mềm trên máy chủ, trong đó nhiều nhất là các hệ thống sử dụng phần mềm của Microsoft như Exchange, SharePoint, tấn công thông qua các lỗ hổng của website, đặc biệt là lỗ hổng SQL injection hoặc qua dò mật khẩu quản trị website máy chủ.